Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay Chủ nhật tháng 8 ngày năm 2012. Và sau khi lễ xong, Phật tử đã trở về. Trời lại đổ mưa, sấm chớp ở trên trời, mưa rơi nặng hột, nhưng lại làm cho cảnh chùa thêm đẹp hơn, mát mẻ hơn. Xa xa vẫn thấy những búp sen nở rộ trước cửa chánh điện chùa Sanh Lợi, và tháp chuông ẩn hiện dưới những tàn cây. Đây là cảnh trời mưa vào ngày Chủ nhật. Trời mưa, trời vẫn mưa, cảnh chùa vẫn đẹp từ sủa xa xưa. A Di Đà.